Đấy bên đây, để mẹ lau mũi đi đã nha. Lau xong mẹ lấy cho hai chị em ạ. Cho Titi này, mẹ cho gấu này. Để mẹ lấy cho Titi nha. Gì con mắc sơ à? Cái sơ mẹ lấy mũi khác con nhé. Đưa mẹ lấy cái, mẹ lột cái sơ này ra đã. Đấy của gấu mà, thì ăn đi rồi tí mẹ lấy tiếp. Chưa, để bỏ vào đĩa nha. Cho đi này, ngon đúng không? Dạ. Đi ăn nhanh lại. Tí có ngứa không? Cho em miếng nhỏ thế. Nè, cho gấu rút cho em ăn. Cho dâu chút em ăn. Dâu dâu em nè. Rồi con đưa cho em cầm cũng được, con đưa cho em cầm cũng được. Chị Ti thích ăn mít à? Con ăn đi. Con lấy mùi to này nhá. Siêu to luôn. Mẹ bóc, mẹ bỏ con đĩa, hai chị em tí ngồi ăn nhé. Chào tí. Tí ăn nhiệt tình luôn. Tí ăn nữa không? Để mẹ lấy trong dính mũ con ơi. Dính mũ vô tay ấy là nó dính ra áo ấy. Này, gấu siêu to chưa? Rồi con bóc sơ ra cho mẹ. Con bóc hết cái sơ ra. Bỏ sơ lên này. Ăn hết đi, ăn hết đi rồi mẹ cho tiếp. Ngon không? Đây, 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 đây.
Đi ăn giỏi hơn gấu rồi. Đây đây mẹ xé cho. Rồi con đưa cho em Titi một muỗng. Đó, chia đôi ra. Mẹ ăn nhá. Cho Titi kìa. Ôi, Titi cầm con. Mẹ mời em gấu, mẹ mời Titi. Ngon quá. Ôi, Titi làm rơi nào. Gấu đưa mẹ bóc cho. Con bóc cho. Kéo ăn đi. Nè của Titi này, miếng to quá không cầm được. Kéo ăn được không? Đây mẹ lấy hạt cho. Nè của Titi, lấy hạt ra nhé. Đây nè con. Mẹ ăn, mẹ ăn hết. Mẹ ăn nhiều. Mẹ ăn, ăn ít sâu răng. Ăn ít đâu có bị sâu răng đâu. Bảo Titi đấy, con bảo Titi ăn ít thôi, không sâu răng. Đi, ăn nhỉ.